Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con máy đo nhiệt độ hồng ngoại của Kirei 200. Con là hàng của hàng của Kimo Pháp anh chị nhé. Kèm theo máy sẽ bao gồm là một cái hộp như sử dụng Kirei bằng tiếng Pháp. Bằng tiếng Pháp không mình bị dốt. Đây là máy chính và một sợi dây nhiệt đo nhiệt độ của nó kèm cái máy. Cái máy này đâu có hai chức năng các bạn nhé, một là đo nhiệt độ bằng tiếp xúc, hai là đo nhiệt độ bằng laser. Đây là nắp mở pin của máy, mở pin đây này. Còn đây là dây nhiệt độ, mình sẽ cắm ở đây, nhé. Đây là đầu do yêu cầu kiểu K. Nhìn nhiệt độ kiểu K mình hay đo tiếp xúc từ qua cái đầu này, mình để xuống nhiệt độ. Cái này mình nên tầm khoảng 150 thôi. Cái đầu cái dây này yếu lắm. Rồi khi mình sử dụng máy, mình bấm nút cái bấm ngay cái cò là sử dụng rồi. Đó, khi mình scan muốn cái tia laser thì mình bấm vô cái tia laser đây nó chỉ được. Đây là mát main của nó nè. Ở đó tự do ha, là cái độ nhớ của nó. Là cái mát main khi nào mà nó đo đến cao nhất thì nó mới hiển thị của mình. Đó. Rồi mình cứ quét thôi. Bấm cái nút này mình cần bấm cái cò nút là mình đo thôi. Cái này sẽ rơi cái khoảng đo nhiệt độ của con này sẽ rơi tầm từ âm 50 cho đến 850 độ nha. Đó. Mình nó tự sẽ tự động tắt. Máy sẽ tự động tắt nhé, các bạn không sử dụng nó tầm khoảng 10 giây. Nó sẽ tự động tắt luôn, không cần phải tắt. Nó máy đơn giản chỉ sử dụng thôi. Không 10 giây đã tự tắt. Máy cầm rất là cứng cáp nha, màu đen. Ok, máy chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.